đến với chúng ta đúng không? Nào là thầy Thảo về cột sống, rồi thì Thực là chuyên gia pha trà, Vô Thanh, rồi thì nhất là sáng nay là chị Trâm. Chị Trâm thực ra là mình đã biết đến chị và cái quán của chị 20 năm khi mà chồng mình bị ung thư. Thế thì khi đó thì là mọi người cũng chia sẻ rất là nhiều và mình đã nhớ là mình qua cái quán của chị để mua các thứ nhưng mà chưa bao giờ được gặp chị. Thế thì thực ra là rất là vui là sáng nay không biết là chị còn ở đây không, thì là cũng đã kết nối với chị để mà chị cho đi học tu rồi. Thì đấy là cái duyên, chắc là sẽ là một cái duyên lớn. Thế còn những cái duyên khác thì rất là nhiều. Thí dụ như là thầy đã cam kết là sẽ tham gia vào các chiến dịch chấm dứt bạo lực chống phụ nữ và trẻ em. Thầy sẽ là đại diện cho nam giới tham gia rất là nhiều phong trào nam giới tiên phong chấm dứt bạo lực. Sẽ như là Phương mà đồng nghiệp của mình nói là sẽ màu cam cho thầy, sẽ tô màu cam cho thầy. Đó. Bởi vì cái chiến dịch đó màu cam của nó là màu cam là màu hy vọng. Một cái ý tưởng nữa là sẽ có Dung ở đây sẽ kết nối để thanh lọc cho nhóm đại sứ. Đây là nói to là thế này để Dung cam kết. Mà nếu mà nhóm đấy mà lại thanh lọc thì nhiều cái thay đổi lắm. Đó. Thế rồi thì chia sẻ tại vì có một số người sẽ không hiểu nhóm đại sứ đó là những ai và vì sao mà đã là đại sứ rồi mà phải thanh lọc quá. Thì là thực ra đầu tiên là vì khi mà mình hôm nọ có một cái sự kiện là trao quà cho rất là nhiều những cái ngôi nhà bình yên ấy, không biết mọi người có biết ngôi nhà bình yên không? Ngôi nhà bình yên thì là trên cả nước nó có 3 ngôi nhà bình yên để mà những nạn nhân bạo lực chồng đánh hoặc là các thứ thì là khi mà bị lâu quá rồi và không dám ra đi một cách đàng hoàng mà phải trốn đi ấy, thì là sẽ đến những ngôi nhà bình yên đó được tiếp nhận 3 tháng ở đó, rồi thì tư vấn trị liệu về tâm lý, rồi thì có thể là có cả đào tạo những cái kỹ năng để kiếm sống nữa. Thế thì hôm nọ khi mà mình đi dự cái buổi đó thì là gặp trưởng đại diện của cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền tác quyền cho phụ nữ. Thế thì chị bảo sao mày gầy thế? Bảo tao nhịn ăn 10 ngày đấy. Tao đi hai cái fasting retreat ấy. Thì chị đấy cũng hơi mập và thực ra chị cũng giống mình, chị cũng đủ các thứ là thể loại rồi, nào là keto, nào thế nọ thế kia. Thế là chị bảo thôi cho tao đi với. Thế thì mình mới bảo là ok, mình cũng nghĩ một tí, mình cũng nghĩ là thầy thì nói được tiếng Anh. Và sau đó thì có trao đổi với thầy, thầy nói là nếu mà được 30 người thì là thầy sẽ làm một khóa. Thế thì là chị và sẽ cùng với lại Dung ở đây sẽ gọi là tổ chức cái đó cho thực ra là cho người nước ngoài. Trong đó có các đại sứ, bởi vì là trong cái bình đẳng giới của mình ấy, thì có hai nhóm, một nhóm là có năm nữ đại sứ cực kỳ cam kết với bình đẳng giới. Đó là đại sứ Hà Lan, đại sứ Canada, đại sứ Na Uy, đại sứ Úc và một đại sứ nữa, Thụy Điển hay sao ấy, là năm nữ đại sứ cực kỳ cam kết với lại bình đẳng giới. Thế và ngoài ra thì còn có một nhóm đại sứ và các gọi là đại diện trưởng các cơ quan World Bank, ADB, các tổ chức UN, tất cả các đại sứ quán ở đây thì cũng có một cái, thực ra ngay chiều hôm nay này, bây giờ đang họp này mà mình bị miss mất đấy, thì là đó. Thế thì đấy là cái gọi là cái phát nguyện, cái duyên thứ hai thứ ba gì đó. Thế còn một cái nữa là mình còn được đồng hành với một bạn, tự nhiên bạn ấy nhìn thấy Facebook của mình thì là bạn ấy là phụ huynh ở trong lớp con mình. Thế thì khi mà hai mẹ ở đây thì đã ra được một chương trình cho các con, tức là các con sẽ lớp của các con là sẽ lên đây để retreat đó. Sẽ có một ngày là giáo dục về giới tính, rồi thì làm thế nào để bảo vệ mình các thứ. Thế rồi thì những cái hoạt động khác của làng như là trồng cây này, rồi thì những ý tưởng mùa hè nó có rất là nhiều thứ hay ho. Thế thì tháng 5 khi mà các con thi xong thì sẽ cho các con lên đây. Đó, đó là
mới là những cái duyên mà mới nhìn thấy ở đây thôi, chứ còn thực ra trong khóa này thì là ngoài những người thường ở đây, mình còn có một nhóm gọi là chiến hữu đồng hành, và mọi người đã lên đây và mọi người đã ra rất nhiều ý tưởng, thì những cái đấy thì chưa thể nói được. Thì vô cùng cảm ơn thầy. Đúng là khi tâm khởi trùng trùng duyên khởi mọi người. Dạ, kính cảm ơn chị, chúc mừng một trong những người hạnh phúc nhất thế gian. Dạ. Rồi xin mời người thương tiếp theo. Thầy mời chị đi ạ. Dạ, kính mời chị Dung ạ. Dạ, mời chị Dung. Dạ, người thương giới thiệu một tí về mình, rồi kết quả thanh lọc, rồi phát nguyện của mình. Dạ. Cảm ơn thầy. Chào tất cả mọi người, mình đây là Dung. Thì công việc thì làm trong các công việc liên quan đến gọi là phát triển bền vững, do đó giảm nghèo, đó là cũng vì sao mà gặp được chị Thiên Hương. Thì trong công việc thì luôn luôn là ở trong những nhóm đồng nghiệp hay là trong những mạng lưới là luôn hướng thiện, công việc nhân đạo và phát triển bền vững. Thế thì do vậy trong từng công việc của thời gian tới thì luôn luôn có cái tâm là việc thiện, chống bất công trong xã hội, và giúp mọi người đều có cơ hội, dù là người yếu thế hay người những khả năng khác nhau, thì luôn luôn có một cơ hội để họ phát triển. Thì đó thì luôn luôn là tâm nguyện trong công việc cũng như là trong đời sống khi tương tác với mọi người hay với bạn bè. Thế thì lần này lên, thú thực là lần này lên dừng gọi, phần động lực lớn nhất đầu tiên là thực ra là truyền cảm hứng từ chị Thiên Hương, tức là người thật, việc thật, nhìn thấy luôn, và cũng là người truyền năng lượng. Thì đấy là cái động lực thứ nhất. Động lực thứ hai là thực sự là muốn mang mẹ lên để cho bà được trải nghiệm. Mặc dù là lúc đầu, trước khi, thú thật với thầy và mọi người ở đây là trước khi đi thì cũng có đọc và tìm hiểu một chút thôi, vì cũng chưa có thời gian nên chưa tìm hiểu được sâu. Thế nên cứ trên cái tâm thế là thì mình cứ đi nhìn xem mình thấy cái gì, chứ chưa đủ thời gian để nghiên cứu. Và trước khi đi thì thực ra các con ở nhà phản đối kịch liệt. Tức là các cháu thì được theo một cái hướng là không thể tin được là tại sao lại có thể nhịn nước. Tức là nhịn ăn thì không có vấn đề gì, vì cái đấy thì mọi người vẫn làm và ở nhà vẫn làm. Nhưng mà thanh lọc mà nhịn khô thì với cái niềm tin và thông tin mình vẫn được nghe là con người một ngày cần ít nhất phải 2 lít nước, nhất là với những người thể thao vận động. Thì nhà của mình thì toàn là người thể thao vận động, nên khi mọi người nghe nói rằng không có nước thì mọi người rất là sợ. Và đó là một cái thành ra do vậy khi đi thì cũng muốn một cái nữa, tức là mình trải nghiệm, mình nhìn, mình thấy, và về mình có thể chia sẻ lại cho mọi người về cách nhìn. Một cái điểm nữa là trong công việc phát triển, chẳng hạn khi đi làm cứu trợ thì với các tổ chức quốc tế, thì mình làm cho một tổ chức phi chính phủ quốc tế, thì một trong những cái gọi là quy phạm, quy chuẩn quốc tế khi làm cứu trợ, ví dụ như cứu trợ lũ lụt, thì điểm đầu tiên trong 72 tiếng đầu tiên là mọi người đang ở trong vùng cần được cứu trợ là phải được tiếp cận nước. Thì đó là cái để chia sẻ để mọi người thấy, tức là giữa các cách nhìn khác nhau trong cái việc đó. Thế thì sau cái lần trải nghiệm 3 ngày lần này thì có cảm thấy, tức là 3 ngày nhịn khô, ở ngay bây giờ đây thì cảm thấy người rất là nhẹ nhàng, sảng khoái và không thấy mệt, mặc dù cũng có các hoạt động mà không thấy mệt, thấy có thêm năng lượng mới và cũng thấy được cái không khí, cái lan tỏa của những cái tấm lòng tốt bụng của tất cả những người ở đây, thì có cảm nhận được cái điều đó. Và gặp được những người tốt và học được rất là nhiều điều từ chia sẻ của thầy, của mọi người ở đây, của một số những người đã đi trước và chia sẻ một số kinh nghiệm, thì rõ ràng là học thì học được rất là nhiều điều. Còn cái tiếp theo thì sẽ chị Hương đã hứa trước đám đông rồi, nên là sẽ cùng chị Hương để đẩy một số ý tưởng. Thực ra ban đầu khi mà nói đến là vì sao, một trong những lý do, ngoài lý do chị Hương nói là tại sao lại phải là nhóm đại sứ hay là những bạn nước ngoài đến Việt Nam cũng đóng góp cái nỗ lực của các bạn cho công việc phát triển Việt Nam,
thì cũng nghĩ rằng là nếu mà họ có cơ hội được đến đây thì cũng là một cái trải nghiệm để cũng nhìn nhận những cái nét tinh hay là những cái wisdom là gì, những cái thông thái của một cách nhìn khác. Bởi vì dù sao các bạn sống một cái nước khác nhau, các bạn cũng được nuôi dưỡng trong những môi trường khác nhau và cũng có cái cách nhìn về vũ trụ quan có thể không giống mình, thì các bạn cũng có thể học hỏi được một cách nhìn khác, không chỉ được thanh lọc về con người, về cách hành xử. Và như vậy thì cũng hy vọng là thông qua những cái người đại sứ hay những cái bạn nước ngoài làm ở Việt Nam thì chính các bạn cũng sẽ là những cái đại sứ truyền tải nếu như các bạn tin sau khi trải nghiệm. Và như vậy thì những cái thông thái, những cái tinh hoa của người Việt hoặc của đất Việt thì cũng sẽ được lan tỏa. Thì đấy cũng là một phần lý do vì sao lại muốn là không chỉ cho người Việt mà cũng muốn những người đại sứ, những người nước ngoài họ tận tâm với Việt Nam thì họ cũng được trải nghiệm và họ cũng sẽ là một cái hình ảnh khi họ về nước và khi họ lan tỏa các thông điệp, thì đó cũng là một cái việc gây dựng một hình ảnh Việt Nam có những cái tinh hoa, thì đó cũng là một phần trong cái ý tưởng đại sứ như vậy. Rất là cảm ơn thầy có duyên được gặp của ngày hôm nay và cảm ơn tất cả người thương ở đây. Cảm ơn chị. Kính cảm ơn chị Dung, rất là tuyệt vời. Chị. Đây là đó, chúng ta thấy một người lãnh đạo, một người quản lý mà hạnh phúc á, thì chắc chắn là nhân viên sẽ có hạnh phúc. Một người giáo viên hạnh phúc thì sẽ thay đổi cả thế giới. Cho nên là cô rất là hạnh phúc á, trong khóa thanh lọc lần này có rất là nhiều người quản làm quản lý, nhiều người lãnh đạo của các công ty. Nhất là chị Thúy đưa 9 nhân viên của công ty đi, rồi chị Dung cũng vậy, đưa cả con, gia đình, rồi cũng động viên cho nhân viên của chúng ta đã đi tham gia thanh lọc. Rồi thì cái hạnh phúc á, nó không chỉ là hạnh phúc của cá nhân mà nó là hạnh phúc tập thể. Và đây là nó đúng ra là đó là thức ăn. Cho nên người thương á, phải hiểu rằng là con nhắc lại, thức ăn nó không chỉ là thức ăn chúng ta đi vào đường miệng, mà thức ăn đó là những gì chúng ta phát ra từ tâm ý của chúng ta, từ cái tình thương, từ cái năng lượng nó bao trùm. Và hôm nay chúng ta có một cái, hôm qua cũng đã có thức ăn rất là tuyệt vời, và hôm nay những cái chia sẻ này cũng là thức ăn, nó nuôi dưỡng cho mình, nó nuôi dưỡng cho người thương và cái môi trường muôn loài rất là tuyệt vời. Dạ, kính biết ơn chị Thiên Hương, chị Dung. Rồi xin mời người thương tiếp theo. Dạ, người thương nào sẵn sàng để chia sẻ thì xin mời lên ạ. Dạ, chắc là mời chú nha. Chú cũng có nhiều ý tưởng để chia sẻ đó. Kính mời chú. Dạ. Dạ. Kính mời chú. Chú thấy chú có nhiều điều chia sẻ đó. Thì kính mời chú trong 3 ngày vừa rồi. Nhất là gặp 4 ngày. Dạ. Con thấy chú có rất là nhiều ý tưởng chia sẻ. Dạ, kính mời chú. Tôi tên là Trương Thanh Đức, sinh năm 1962, nhà ở phố Hàng Bông. Thật sự ra là mình cũng nói thật sự ra mình có cái đến với cả cái thức cốc này ấy, thì là mình được giao tiếp từ năm 1976 cơ. Tức là năm 1976 là bắt đầu là Sài Gòn giải phóng được gần một năm thì là tôi vào trong đấy. Khi vào đấy thì mình cũng đam mê về cái đời sống tâm linh. Thì mình cũng sưu tầm rất nhiều sách, kể cả sách thực dưỡng này các thứ. Nhưng mà sau này đến cả vừa rồi tâm sự với thầy này, kể cả thầy Thích Nhất Hạnh này, xong rồi mình ra Hà Nội thì mình cũng được tham dự này, rồi như là Đại hội Phật giáo lần thứ 2 đấy. Thế tại sao mà lại nói là các cái vị chân tu lại cứ vào trong miền Trung miền Nam ấy, thì mình biết là về Giáo hội Phật giáo nó chia là ba tạng. Thứ nhất là kinh tạng, luận tạng và luật tạng. Thì là bên ngoài này miền Bắc ấy, thì là nặng về tính chính trị thì là được là luật tạng, còn luận tạng và kinh tạng thì được phân bổ vào trong miền Nam. Nên vì thế nên thầy Thích Nhất Hạnh là cũng ở trong miền Nam thôi. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi mình cũng có nhiều cái, nhưng mà cũng chẳng muốn, nếu mà kể ra thì nó rất dài. Nhưng mà thực sự cái gì cũng biết,
mà giữ thì người nhỏ nhưng mà cũng, chắc là năng lượng cũng rất giữ ngày xưa. Như là cái anh thiền về trà thiền. Mà đến bây giờ thì bao nhiêu lần mà bao nhiêu quả vị mà tại sao mà đúng lần này thì thầy Thảo nói rằng là có một cái chương trình là nhịn ăn. Thì mà mình đang đi học thế mà mình cũng dừng ngay cùng với chị này là mình đồng ý là đi luôn. Đúng là thực sự mọi người phải nên nhớ là mọi thứ là phải nhân duyên, có đúng lúc đúng chỗ. Cũng như là người cha bảo là sẽ cho con cái xe máy, nhưng mà nói ra thì con sẽ mua, bố sẽ mua cho con cái xe máy, nhưng mà con bảo hứa, tôi vô hứa bố chẳng chịu mua đi cả. Không con ạ, nếu mà mua bây giờ thì con năm nay như là chưa được 18 tuổi, chưa có giấy phép, chưa được ấy. Cái nữa nào đến lúc con 9 tuổi mà con được, bố chỉ là hứa chẳng cả cho con như thế thôi. Đến lúc nào đó con 9 con mới được. Thế hôm nay thì mình rất cảm ơn thầy. Thầy trân trọng thầy có thể chỉ cho mình về ít nam giới ở đây. Đáng lẽ là những cái vấn đề này thực sự ra là phải để cho nam giới đồng tu nhiều hơn là nữ giới. Vì mình không phải là phân biệt, nhưng mà mình muốn là những người nam giới thì có thể là truyền bá, quảng bá thì nó dễ hơn, nhanh hơn. Nó mạnh dạn đi đến từng mọi nơi và giao dịch về bè bạn rất rộng. Nhưng mà rất ít nam giới, đấy là cái điều rất buồn. Nhưng mà thực sự là hôm nay mình chia sẻ là không sĩ diện. Thực sự là cái ngón tay của mình nó rất cứng, mình biết là nó sẽ có hiện tượng là như gần như hút. Tức là trước ấy bạn thấy này nó đau, nó hơi này nó đau. Nhưng mà bây giờ thì là mình cảm thấy rằng là nó... Cho đến giờ phút này thì... Đáng lẽ là sáng nay thì mình bảo là chỉ được có 25% thôi. Nhưng bây giờ mình cảm thấy rằng nó... Cái cơn đau nó biến đi rồi. Nhưng chắc chắn nó vẫn tiềm ẩn trong này. Và nếu như về nhà mà thật sự ra lại bia rượu hay gì đó, chắc chắn là sẽ đau trở lại. Vì cái đã được lên được cái năng lượng của thầy, năng lượng của tất cả các bạn hữu ở đây là mình thấy là, và thứ hai nữa là cái năng lượng của cái thanh lọc cơ thể đã làm cho nó giảm cơn đau thật. Nhưng mà rất khó là nếu về đời thường thiếu những cái sự dẫn dắt dìu dắt của thầy hay có những người bạn, dễ lại quay trở lại, không tránh được cái bia rượu làm con dài thế mới khó. Mặc dù là cách đây tháng 9 năm ngoái nhé, thì là mỗi một ngày thế giới Covid này rất buồn, mỗi ngày là tôi tối thiểu là 3-3 số hoặc 4-3 số, chưa kể bia rượu, ngày nào như ngày nào. Thì đến ngày 12 tháng 10, tức là sau ngày giải phóng thủ đô 2 ngày là mình bỏ thuốc lá. Mọi người không tin là bỏ được thuốc lá vì ngày 4 bao. Nhưng mà cứ mọi thứ cứ nhân duyên thế nào, mọi thứ tự dưng là bỏ được. Không một cơn vật vã, trước kia bỏ bao nhiêu lần cũng vật vã. Mình nghĩ rằng là chắc ngày hôm nay mà đến được đến đây thì đúng là thật sự là cảm tạ đất trời. Có thể cảm tạ được cả những điều mà mình không thể biết, mình gieo cái gì đó, đến hôm nay mình mới được như thế này. Thầy bảo để chia sẻ cảm nhận thì không có, nhưng mà cái cả bản ngã của cái cá nhân là mình, thứ nhất là mình được cái hết đầu ngón tay. Cảm tạ thầy, cảm tạ mọi người đây. Dạ, kính cảm ơn chú. Dạ, xin mời người thương tiếp theo. Chắc là em có chia sẻ không? Chia sẻ thông điệp mà hơn rất là cảm động á. Thầy rất là nhớ rằng là em chia sẻ cái mà trong nước mắt á. Thì không biết là hôm đó đến nay thì như thế nào và có những cái chuyển biến gì thì xin mời em. Và người thương tiếp theo xin chia sẻ ạ. Cái này là cái hạnh phúc của chính mình và cái hạnh phúc được nói ra, mà nhất là mình có ước nguyện gì thì cái này là mình gieo cái hạt giống trong cái vườn tâm thức của cộng đồng, thì cộng đồng sẽ hiểu, thầy sẽ hiểu và tới tận cái điều đó nó sẽ sớm trở thành hiện thực, nó sẽ nảy nở trong cái vườn tâm của cộng đồng này. Dạ, xin cảm ơn. Con chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay là cũng là ngày cuối cùng của trong 3 buổi thanh lọc. Con cũng đã thanh lọc 3 buổi. Rất tiếc một cái là hôm qua là sáng nay con lại không dậy đi leo núi cùng mọi người được. Thì sáng nay con hơi mệt một tí. Nhưng mà chiều nay thấy con lại lấy lại năng lượng rồi. Con cảm thấy là sau 3 ngày này con thay đổi khá nhiều. Cả về suy nghĩ, hành động lẫn tất cả mọi thứ con đều cảm thấy con thay đổi. Cái gì con cũng thấy thay đổi cả. Thậm chí là con gọi điện cho mẹ con còn bảo là không nghĩ đây là con gái.
đấy cũng là một cái mà con cảm thấy rất là vui. Lần đầu tiên là tất cả các thứ trong mọi, hoặc là hôm nay đi chơi, đi thuyền của mọi người, ngồi nói chuyện mọi người, người lạ. Mà con cảm từ trước giờ con chưa giờ con dám tập trung cùng người đông người và người lạ cả. Chưa bao giờ dám tập trung ngồi hỏi cô có mệt không, cô thấy trong người thế nào, cháu chả thấy gì cả, cháu thấy khỏe. Ngồi nói chuyện được với mọi người vui, rất là vui, cảm thấy cái một cái không khí nó vui và mang cho mình được nhiều cái năng lượng. Thực ra hôm nay thì con cũng vẫn chưa ăn gì cả, con vẫn quyết tâm là con sẽ thanh lọc tiếp ba, ít nhất là 3 ngày nữa và nhiều có thể là 4 ngày nữa, là trong 1 tuần. Để con sẽ thanh lọc, cố gắng thanh lọc cơ thể. Trong 3 ngày thì con cảm thấy là con không có thấy đói, cũng không thấy mệt. Có duy nhất sáng nay thì hơi mệt một tí vì tối qua thức khuya quá nên là hơi mệt. Tối qua con bị khó ngủ nên là bây giờ cần phải giải quyết một tí công việc nữa nên là 4 giờ sáng con mới ngủ được. Nên là sáng nay không dậy được. Nhưng mà con thấy là con không có biểu hiện gì cả. Con không thấy biểu hiện như mọi người nói là đau đầu hay là chóng mặt hay là con không thấy gì. Mà con chỉ đúng là cái hôm thứ hai thì con thấy trong người con là hơi bị khô họng một tí và hơi đắng miệng. Và con nghĩ đây là cái biểu hiện của dạ dày. Con nghĩ thế. Đắng kiểu đắng mắt lên miệng luôn mà. Con xin lỗi mọi người, con phải nói này, khi mà con nhổ nước bọt ra vàng khè luôn. Vàng, rất là vàng. Và như trong đến hôm nay thì con không thấy nước bọt con vàng nữa rồi. Và ngay cả cái việc mà con đi vệ sinh thì con cũng không thấy thấy nước tiểu nó có màu cam đậm nữa, mà bây giờ nó chỉ hơi có một màu vàng vàng nhẹ thôi và hoàn toàn không còn những cái biểu hiện kia. Trước đây thì con bị bệnh máu con không lưu thông được, não máu không lưu thông được và bị thiếu máu, nên là hoàn toàn cái việc ăn uống của con trước kia là con cũng hay để ý là một ngày con ăn rất đầy đủ. Nhưng cũng trước đây thì khi mà mẹ Dung nói với con là mẹ Dung đi thanh lọc 3 ngày nhịn ăn, con và anh Kỳ là người phản đối đầu tiên, bảo thôi mẹ đừng có đi nữa, mẹ nhịn ăn 3 ngày thì mẹ nhịn làm sao được. Thế mẹ bảo là không, mẹ đi thanh lọc, khi mà mẹ đi về thì mẹ nhịn 3 ngày về thấy mẹ bình thường, không vấn đề gì cả. Sau lại khi anh Kỳ đi 2 khóa liên tục và về như thêm 1 ngày nữa là 7 ngày thì con thấy anh đấy cũng bình thường, không ăn không uống gì cả. Thậm chí anh ấy về nhà, anh kêu là anh về nhà anh cảm thấy bị mất năng lượng ấy, vì đi về nhà không có ít cây, ví dụ ở trên này còn có mà có bị tụt năng lượng ra ôm cây. Anh bảo là nhiều khi anh đi ra đường mà anh cứ nghĩ kiểu mọi người cứ nhìn anh kiểu ánh mắt ấy, kiểu mọi người nhìn anh kiểu là kiểu mình bị điên ấy. Mà không, kệ, mình cứ làm gì mình thích thôi, kệ người ta chứ mình quan tâm gì, không quan tâm, mình biết là mình khỏe, còn người ta nghĩ thế nào đấy việc của người ta, không quan tâm. Thế là đúng thật là anh hôm mà con với anh Kỳ thì có đi mua mấy cái cây cảnh để ngồi để con để ở trên phòng của hai đứa, để ở ngoài cửa. Đang đi thì anh bị đứng nắng quá, anh bị chóng mặt, đi ra ôm cây mà mấy cái người bán cây và con là này, cái anh ấy bị làm sao à? Không, anh ấy không sao cả. Anh và con chỉ là thích cái cây thì ra ôm vào cây một tí thôi, anh này vào bình thường bây giờ mà. Thì đúng như lúc sau vào cười nó bình thường chứ. Ôi cái anh ấy lạ nhỉ, phải chứ. Không, con quen với cái điều lạ đấy rồi. Ở cái điều lạ này là hàng ngày anh ấy làm mà, hàng ngày lúc nào anh cũng làm cái điều lạ như thế. Và hàng ngày, suốt ngày ở nhà chỉ có là nói chuyện hài hước, như mọi người cũng thấy rồi đấy. Nói chuyện hài hước, cả ngày chỉ cười thôi, chả biết làm gì cả. Ở nhà chỉ thế thôi, hai đứa ở nhà chỉ thế thôi, có nghĩa là rảnh thì giúp nhau thôi, còn nếu không thì đi lên hai đứa là ngồi, anh toàn Tố Hải ngồi cười nhau, cũng sướng, cũng khoái chứ ạ. Còn ngày chả có gì hơn là có cái nụ cười, lúc nào con chỉ thích là con có nụ cười. Ai gặp con cũng bảo là trộm vía, con bé này đi gặp đến đâu lúc nào thấy nó cười. Bây giờ thì con hỏi mọi người không cười, bây giờ con khóc cho mọi người xem mà. Đương nhiên là phải cười rồi, đúng không ạ? Nên là con, như là 3 ngày này thì con cảm thấy con có khá nhiều năng lượng. Thậm chí là bây giờ buổi tối nào con về con có thể đi làm được luôn, con vẫn có thể làm được, không thấy mệt. Nhưng mà nãy lúc mà leo lên núi cũng không thấy mệt gì cả. Chứ bình thường mà con mà leo như thế là con cũng bắt đầu thở hắt rồi. Nhưng hôm nay cũng thấy thoải mái, không vấn đề gì cả. Mà cũng chỉ có uống nước từ sáng đến giờ, uống có một hộp nước, là uống hộp nước. Thế thôi. Thế 3 ngày này thì con cũng sẽ cố gắng phát nguyện là con sẽ cố gắng đưa ông bà ngoại con đi. Ông bà ngoại con cũng đã lớn tuổi rồi, ông bà nội thì mất rồi.
Ông bà ngoại con, ông coi ông ngoại thì đã là 87 tuổi và ngoại đã là 82 rồi. Cố gắng để đưa ông bà. Thực ra con không nghĩ là người già có thể đâu, nhưng mà con nhìn thấy con thấy bà, con còn thấy bà có thể đi được thì con nghĩ ông bà con cũng có thể đi được. Vì ông bà con cũng lớn tuổi rồi và bị nhiều bệnh nên sẽ cố gắng đưa ông bà ngoại đi và sẽ cố gắng là đưa các hội thuyền của mình đi cùng. Sẽ cố gắng để nối duyên cho mọi người cùng đi. Ví dụ các bạn nhân viên này hoặc là các hội chị em ở ngoài rồi các bạn ở ngoài, con sẽ cố gắng để con phát nguyện đi dựa trên cái tinh thần mà trước đây con cũng là một người đi thiện nguyện chuyên quyên góp. Ví dụ mà con thấy có một trường hợp nào đấy bị bệnh gì này hoặc là nhà nghèo hoặc là không có tiền điều trị gì đấy, chính đích thân con cũng là người mà đến tận nơi để kiểm tra xem đúng là sự thật gì hay không. Thì con cũng về con phát nguyện và con đã kêu gọi mọi người để mọi người cùng ủng hộ. Đương nhiên là nó cũng không nhiều đâu, nhưng mà con nghĩ là được tí nào thì nó là hay tí đấy với những người bệnh như thế. Thì con bản thân con từ xưa giờ con đi thiện nguyện thì con không có thích là chụp ảnh hay là cái gì cả. Trừ trường hợp nào bất đắc dĩ mà mình cần kêu gọi thì con mới chụp ảnh con đăng lên. Còn nếu không thì bản thân mà con là đi cứ cá nhân thì con chỉ đi thôi, không chụp ảnh. Không đi từ thiện theo hình thức là chụp ảnh để mình đăng lên Facebook, Zalo, con không thích. Không thích là ví dụ như ngày hôm có thể là mình ok, nhưng mà có nhiều người họ lại nghĩ là nó chụp ảnh cho trả được mấy đồng thôi, nhưng mà nó khoe là chính, nên là thôi con chả làm. Từ con học được cái đấy là từ mẹ con, từ mẹ đẻ con cũng là cái người như thế, cho nên đi từ thiện như thế là không bao giờ đăng ảnh lên những cái đấy, chỉ đăng ảnh những cái gì về cuộc sống riêng tư của mình thì ok thì được, vì con còn trẻ mà. Không thể có nhiều cái, có những cái thì có thể khép kín được, nhưng mà có những cái thì không khép kín được. Ví dụ còn trẻ mình có thể đi ăn đi chơi được, mình được quyền đăng mà, mình giữ kín nhiệm mà. Thế thì thôi, con cũng có chia sẻ một chút là con cảm thấy khóa thanh lọc này rất tốt. Con là một người bị cận này, bị thiếu máu này, máu không lên được đến não này. Nhiều khi bàn tay bàn chân của con bị run tay run chân ấy. Mà cảm tưởng như là con nghe thấy cô giới thiệu phải uống nhiều sữa quá. Nhớ cả bàn tay con cảm tưởng nó không động đậy được ấy, nó không thể co vào được ấy. Nhưng con đi kiểm tra thì mọi người không nói gì và bác sĩ bảo là cũng không có gì cả, nhưng mà con thấy mấy ngày hôm nay chân tay con có hoạt bát hơn, không thấy gì cả. Hoặc bác hơn mà con có thể đi bộ được, đi bộ từ sáng con dậy sớm đi bộ ra đây được, tập thể dục. Những cái bài tập thể dục, những cái bài tập thể dục mà được thầy dạy này là con cũng đã tập với anh Kỳ ở nhà cách đây một tuần hơn rồi. Con đã tập rồi, ăn theo tất cả các chế độ rồi nên con thấy là không có gì là bỡ ngỡ quá cả. Cũng may được một cái là có anh đi trước và có mẹ đi trước rồi nên là bản thân con được dìu dắt hơn, đỡ hơn rất là nhiều so với mọi người. Đấy là điều con phải cảm ơn mẹ, cảm ơn anh và cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã là người sáng tạo nên cái khóa học này. Cảm ơn anh Kỳ vì anh ấy có anh mới biết được hết mọi thứ. Không phải đâu ạ, con phải nói thật sự một điều là mẹ nói với mẹ là cảm ơn mẹ, là cuộc đời con sẽ buồn gì biết mấy cái đứa ngày xưa mẹ đẻ ra anh. Có thể là con sẽ nói như thế ạ, nhưng mà con nghĩ là cái việc đầu tiên mà con về con sẽ phải làm với mẹ Dung là con sẽ rửa chân cho mẹ Dung. Cái đấy là con điều con làm đầu tiên. Trước con cảm ơn mẹ. Và cái thứ hai nói với anh Kỳ thì nói thật là con không có cái gì để con phải có thể nói được anh Kỳ cả. Con thấy là bản thân con quá may mắn rồi khi con gặp được anh ý và gặp được mẹ. Không có gì để mong mỏi hơn nữa. Con rất cảm thấy rất ok và con cảm thấy con đang hạnh phúc và mãn nguyện với cái cuộc sống như này. Con chả cần gì nữa cả. Thế là hạnh phúc rồi. Con cảm ơn mọi người. Giới thiệu bác già thì bác có thể nói một câu cho bác sau con cháu nó biết. Vâng, xin kính mời người thương nào mà muốn được chia sẻ, muốn được gieo cái tâm thức vào trong cái vườn tâm thì xin mời ngồi lên trên ạ. Xin mời người thương nào mà sẵn sàng để chia sẻ thì chúng ta ngồi lên trên để chúng ta tiết kiệm thời gian ha. Rồi xin chắc là kính mời một bác lớn tuổi với một em trẻ tuổi nha. Dạ, con kính mời bác. Dạ, nếu mà được thì bác mời bác lên đây để cho mọi người diện kiến. Dạ. Không có cái ghế đây. Dạ. Còn đây là cái khớp xương. Bạn ngồi đây được không bạn? Bạn ngồi đây. Dạ, vâng. Cái khớp xương. Dạ. Dạ, bác ạ. Bạn tự nhiên.
Xin chào thầy. Dạ, người thương nào chia sẻ thì mời lên trên. Tôi là mẹ của Du. Tôi là năm nay cũng trên 80 tuổi. Nhưng mà cũng bị rất nhiều về Du 20 năm nay rồi. Thế thực tế là trong con người thì đủ các thứ bệnh. Chỉ có một cái nhà thương tâm thần điên ở trên nằm tất cả. Mổ 4 lần, 5 lần. Và gần đây thì thay khớp, mới thay được một khớp phải, còn chuẩn bị thay khớp gái nhưng mà tuổi lớn quá. Thế thì cái chuyện này thì thực tế là cũng tin vào Hương, vì Hương đã tham gia rồi. Thế thành tôi nghĩ vào trong tình trạng mình sức khỏe không tốt thì đang cố gắng tìm hiểu để mà nâng cao sức khỏe hơn bằng cách là dưỡng sinh, bằng cách là tập thứ. Thì cùng con gái đi nhưng mục đích để thử nghiệm, nghiên cứu là chính. Chứ chưa nghĩ là kết quả thế nào nó thật thế. Thế trước khi đi thì cũng đọc cái tài liệu mà Hương cho đấy, đọc rất kỹ, đọc đi đọc lại, ghép đi ghép lại. Thì tôi rất phấn khởi và tôi quyết tâm đi, tuy rằng chân đồ lưng liếc là rất là đau, ngồi một lúc rồi muốn gục xuống vì là 2 năm liền bị lao cuộc sống, nằm giường ngủ 2 năm, mổ 4 lần, lần cưa này lần thứ 5. Thấy sức khỏe nó chung chung, thể trạng thế này thì rất nhiều bệnh tật và không khỏe. Thế nhưng mà qua mấy ngày đây đi, thì tuy rằng sức khỏe rất yếu, chân đau, lưng đau, dạ dày đau, ruột đau, nhưng mà tôi cố gắng chấp hành theo cái kế hoạch của mình. Thì nói chung đến phút này thì thấy người chịu được, qua được. Và cũng cái dạ dày ở nhà thì đói một tí thì phải đi ăn bánh ngay để nó chứng mềm. Ở đây thì tôi chịu được, nhìn được. Đấy, mà lúc đấy cân thì sút được gần 2 cân. Sút gần 2 cân rồi đấy. Chân cẳng đi lại nhiều như hôm nay như thế, về phải uống, phải dùng thuốc giảm đau, rất đau, ngã, may nhờ cháu Tân, cháu Diều. Nhưng mà tôi rất phấn khởi đi đợt này, nó hiểu được nhiều vấn đề. Có đau không? Đau, vừa rớt buốt. Mà buổi tối thường ngủ rất ít. Thế thì không biết thay khớp như thế là đau. Thay khớp một bên là bên này thì gai rất nhiều. Nhưng nên mà trong 3 ngày hôm nay thì nó có đỡ được chút nào? Thấy rất ổn. Đau thì đau, nhưng mà đau thì nó vẫn đau. Tôi chịu khó tập luyện lắm, buổi giờ sáng là tập yoga, vâng. Ngồi trên giường vì chân không đứng được, vâng. Thì tập đủ các thứ trước khi ngồi thiền. Thì trước đây thì tôi 20 năm làm nhà báo, sau vì lao cuộc sống người mổ thì nghe tôi chuyển về Đại học Thủy Lợi làm chuyên huấn. Sau thì vẫn không chịu được mổ lần thứ tư để về tách thư viện trường y Đại học Y Khoa. Đấy, thế cũng vận động phục vụ sinh viên rất nhiều, thế nhưng mà nói chung người hoạt động nhưng mà bệnh tật các thứ nên làm cho tôi cũng rất là khổ. Ý cháu là nghĩ rằng là các bác sĩ chỉ chữa được ngọn nhưng chứ không chữa được gốc. Vâng đấy, uống thuốc rất nhiều, một ngày 6 loại thuốc, 2 nhóm thuốc. Thế là uống nước là đủ no, nhưng mà đến đây không uống nước thì tôi được ok được. Vậy không thấy mệt mỏi lắm. Thế thành là rất phấn khởi, rất tin tưởng, do đó mà tự nguyện thêm 1-3 ngày tại đây nữa, 4 ngày tại đây nữa. Thế thì gặp bà Giang đấy. Đấy, là rất là tin tưởng. Thầy cho một số người khuyên. Vâng. Vì bây giờ nói thật thì nhà tôi cũng là thầy thuốc. Rồi giờ không may bị bệnh ung thư phổi. Cũng năm nay 83 tuổi. Một thầy thuốc đồng ngành, giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân. Thì nhà mà cũng vì mải công việc quá, thành ra phát hiện là ung thư phổi rất muộn, chỉ 3 tháng mà dùng rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn bỏ tôi đi, vẫn đi được, mới được nửa năm nay. Thế còn một mình tôi là rất lo lắng, vì là riêng trong bệnh mà viêm phế quản tắc nghẽn, cấp cứu thì 2 lần, tưởng chết nằm bệnh viện A9 cấp cứu, tưởng là đi mấy lần liền nhưng mà vẫn vượt qua được. Rồi tắc nghẽn mãn tính, cứ lạnh một tí là bị viêm, là tắc nghẽn là phải thở rất là máy. Thế nhưng mà qua đợt này thì tôi nói là lúc đầu tôi rất lo. Rất lo đó. Thế nhưng mà tin tưởng ở Hương, vì Hương đưa tài liệu mà con gái quyết tâm mang đi. Thế là tôi đọc đi đọc lại, cứ gạch hát hết để tôi hiểu. Nên trước khi đi thì đã 7 ngày thì không kịp, nhưng mà một tuần trước khi đi toàn ăn cháo. Cháu còn đứt. Nhưng tôi nhìn rất rõ vì mệt, uống thuốc nhiều thành không bỏ ăn là rất dễ, nhưng người cũng là mệt mỏi. Lần này đấy, lần này tôi rất bỏ thuốc. Không, từ hôm qua đi mang thuốc chứ không uống, mang thuốc đây. Cho cháu ý này này, về nhà nhá, vì cái năng lượng nó rất xấu, nhưng không phải là ngoài năng lượng ra, còn này cái mà cái chất độc từ xe máy với cả ô tô nó thải ra ấy, rất là nguy hiểm. Vì cơ thể mình ở đây nhá, mình ăn một lít oxy vào thì nguyên tị đi khắp cơ thể được. Nhưng mà ở nhà mình ăn một lít oxy, trong đó lại có thêm là 0.1% là lít là khí carbonic này, khí monoxit, đủ các loại độc hại nó bắn vào, kể cả kim loại nặng.
Nên là ở bác nhà là nhà báo ông biết rồi đấy. Cái tủ đúng không? Thuốc tôi như không khác gì một cái tủ bán ăn thuốc ở ngoài. Tích đủ nó lại thuốc. Ý cháu là bác nếu mà là có những cái lần này tôi thử xem quyết tâm. Lên ở đây. Nên tôi thấy là con gái tôi về vì công việc tôi quyết tâm ở lại. Vâng. Để tuyệt vời đấy. Để trải nghiệm thêm thế nào thôi. Mọi người mà ai muốn ở lại từ tự nhiên bà. Tự nhiên có hai bà tin. Có hai bà cái nghiệp của mình hai bà với một thanh niên hôm nay là mình định ở lại hai bà với một thanh niên không một cười cười nhân nhân mọi người à một bác này nữa đúng rồi hai bà một bác một thanh niên về bắt rồi tuyệt vời quá nếu mà bác á nếu mà bác trai nhà mình á là mọi người chú ý nghe tí này. Đây có anh này ạ, à, thầy. Có dạ. Tên cũng được lại thành rồi, nếu mà bác trai nhà mình mà gặp được cái phương pháp này hoặc là gặp được cụ Lý rồi sớm ấy, thì tuyệt vời. Đấy, và tôi cũng rất tiếc vì ông cũng làm việc cho mình cuối cùng. Cũng không có triệu chứng gì, cái thầy đi rất nhanh. Tụi con có thể biết tên của bác trai nhà mình không? Tôi là giáo sư Lê Nam Tràng. Dạ, Lê Nam. Nam Trà. Dạ, Nam Trà. Hiệu phó trường đại học y khoa, trường điểm bộ môn, trường khoa thẩm mỹ như thế điểm. Mà anh ấy công tác cho tới cuối cùng để đào tạo ở nghiên tiến sĩ ở bác sĩ cho ngành y. Thế nhưng mà đấy cũng không biết, không biết gì về ấy và sau khi mà bị bệnh thì cũng đâu. Không muốn dùng lại thuốc. Có nghĩa là cũng là người kỳ cựu trong ngành, 60 năm công tác mà cuối cùng cũng và thực chúng ta đi một cách rất là oan uổng vì bản thân cũng không nghĩ bản thân ăn thì lại bạc thôi chứ cũng chưa biết thế nào đã chay cũng rất thích nhưng mà chưa tìm ra rồi thì qua đây thì phát hiện là chị Trâm cũng là thực diễn tôi rất phấn khởi đã là gặp chị rồi tôi sẽ được nối đây để sử dụng các phương thức thành ngay là được qua lần này quả thật rất phấn khởi tin tưởng và tiếp tục ở lại đây nhìn mấy ngày nữa mặc dầu người thì rất là chúc mừng cô Thầy chắc em cảm ơn thầy, tất cả các bạn. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, mọi người nghe tiếng chuông nha. Rất là kính biết ơn cô chị Dung đã có cái chia sẻ rất là chân tình. Thật sự là những cái điều này á, mà nhất là người nhà của mình làm bên bác sĩ á, mà nếu mà mình không mở lòng hoặc là cũng có những người có những cái hối tiếc á, nhưng mà cũng không phải ai cũng sẵn sàng để nói ra những điều này. Con rất là thấy tuyệt vời bởi vì trong cái khóa của mình như thế này thì tất cả những vị bác sĩ mà trước đây đã từng chống đối kịch liệt cái phương pháp này thì bây giờ giống như hôm kia đó chị Nga cũng trở về để mà chia sẻ, rồi hôm nay gia đình mình cũng vậy. Thì đỡ thấy rằng là thật sự mình may mắn lắm thì mình mới biết đến phương pháp này. Nó thật sự là nó đơn giản, nó dễ làm nhưng mà không phải ai cũng có cái nhân duyên này, không phải ai cũng có cái niềm tin, không phải ai cũng có biết đến phương pháp này. Cho nên tất cả chúng ta là những người may mắn và chúng ta chỉ cần ý thức như vậy thôi thì chúng ta thấy quá hạnh phúc rồi. Và chúng ta sẽ dâng lên trong lòng mình với một cái niềm biết ơn và nhân cái biết ơn này là chúng ta luôn luôn được trở về, luôn luôn nhận lấy cái cơ hội này để được nương tựa, để được nhắc nhở mình và cũng kết nối với nhau để chúng ta cùng dìu nhau đi về thiên nhiên, những nơi có rừng núi, sông suối trong xanh mát lành để mình dành nhiều nhất cái phần thưởng đó cho mình và cũng là để cho tạo điều kiện cho người thân, người thương của mình. Và con rất là hạnh phúc đó là chị Dung cũng đã rất là hoan hỷ để cho mẹ ở lại, rồi chị Hương cũng vậy, cũng hoan hỷ để cho mẹ ở lại. Thì con thấy phước đức của gia đình mình rất là tuyệt, rất là lớn. Con xin chúc mừng gia đình mình, chúc mừng chị Dung, chúc mừng bác ạ. Chúc mừng chị Hương. Rồi người thương mình có ai sẵn sàng để chia sẻ? Chắc là thầy mời con Tân hả? Mà mời Tân lên chia sẻ đi. Bạn Tân là có nói với thầy là bạn Tân xin ở lại thêm để học hỏi thêm cái phương pháp này cho nó sâu hơn. Và thầy cũng rất là hoan hỷ. Và bạn có thể là trình bày về vì sao bà Tân muốn ở lại mà chưa có vợ trong dịp này. Bạn trước khi mà bạn Tân đến với khóa này thì bạn Tân có một hành trình đi khắp nơi đỡ tìm hiểu, rồi nói chung là đỡ tìm vừa là trải nghiệm vừa là đỡ tìm thầy học hỏi. Rồi bạn cũng đã từng gặp phó giáo sư tiến sĩ mà Nguyễn Đức Thành hôm nay có tham dự cùng với gia đình đó. Ba đứa con cùng với chị Thúy là vợ cùng với mẹ. Tuy nhiên là bây giờ là bạn xin
xin với thầy Thành đó là cho ở lại với Lan Hạnh Phúc với thầy Thuật một thời gian. Thì con có thể mời con lên để trình bày vâng vì sao con muốn ở lại và cái thời gian tới thì con muốn ước nguyện như thế nào, thì con chia sẻ để cho mọi người, thầy với mọi người hiểu để yểm trợ cho con một cách tốt nhất á. Xin mời. Dạ, kính thưa đại chúng ạ, con cũng không có chuẩn bị cái bài nói hôm nay cho nên cũng khá là bất ngờ, nhưng con sẽ cố gắng nói cho chả nhất có thể. Con tên là Tân, con là năm nay con 23 tuổi. Hiện con đang trong cái quá trình là vừa đi du lịch mà để học hỏi. Rồi trong cái quá trình mình con đang bay ra Đà Lạt rồi con đáp xuống sân bay thì con vô tình gặp chú Thuật. Rồi mọi người, con thì con cũng có tu tại gia cho nên con cũng thích tu lắm. Khi mà mình được tiếp xúc với những người mà có duyên với việc tu á, có thể gọi là người thiền hữu tri thức á, thì con cảm thấy rất là thích. Cho nên con tham gia và con nhịn ăn. Thì cái trải nghiệm nhịn ăn của mình cảm thấy là không có bị đói nhiều, không có bị đói. Cũng không có bị mệt. Có hôm qua lúc mà con ngủ chưa dậy thì cũng cảm thấy hơi mình mệt, nhưng mà khi mà ngồi lại với đại chúng thì cái năng lượng nó lại có, cho nên là không có cái mệt nó lại tan biến đi. Và tới hôm nay thì con quyết định là mình muốn nhịn ăn thêm nữa, kéo dài ra và xin thầy Thuật là đi cùng với thầy. Đó là cái trải nghiệm nhịn ăn của con. Không có gì nhiều, con chỉ cái đơn giản là không có mệt và có năng lượng trên từng cái chặng đường mình đi. Trước đây con cũng có cái trải nghiệm nhịn ăn rồi cho nên có thể bây giờ nó có kinh nghiệm. Với lại con tu theo pháp tu của thầy Thông Lạc á, có thể ở đây biết. Cho nên con ở nhà con giữ giới không ăn phi thời rất là chặt chẽ, cho nên con nghĩ đó là cái lực tu của mình nó khiến cho mình cái việc nhịn ăn nó cũng thuận tiện hơn. Cho nên chỉ có vậy thôi. Con nghĩ là con rồi sắp tới thì con khi con đi với thầy Thuật thì con mong là con có thể học hỏi được nhiều điều hơn nữa, được tiếp xúc với những cái trí tuệ và những cái sự thật để mà con mở mang nhiều hơn trên cái đường mình đi. Tại vốn cái việc đi du lịch này cũng là đi với cái tâm ý là đi một ngày học một sàng khôn, nên con có thể học tiếp xúc được nhiều hơn với cái trí tuệ và những cái sự học để mà con mở mang thêm. Đó là cái ước nguyện của con. Cảm ơn con. Rồi, chúc cho cái ước mơ của con sẽ thành sự thật bây giờ và mãi mãi. Điều đó rất là tuyệt vời. Con là một trong những cái người trẻ rất là may mắn. Có những người trẻ, những người trẻ cũng đi như con, nhưng mà họ rơi vào trong cái nỗi đau rồi tuyệt vọng, rồi rơi vào trong những cái nhóm mà không có lành mạnh đó. Rồi hết cái nghiện này tới nghiện khác và làm những cái điều nó không có thiện lành. Thì con rất là may mắn được đến với cái môi trường thanh lọc, gặp những cái người mà thiện lành như thế này. Thì chắc chắn rằng là con chỉ từ đây trở đi chỉ có hạnh phúc như thế này và hơn thế nữa. Xin chúc mừng con. Rồi xin mời người thương tiếp theo, chắc là mời chú nha, mời chú dựa cột đó, chú quyết định ở lại rồi chú cũng chia sẻ vì sao, nhất là bây giờ ưu tiên cho những người mà quyết định thanh lọc tiếp á, mà rất là nhiều người, hình như hơn chục người đã quyết định ở lại với thầy, tại vì thầy còn ở lại đây thêm vài hôm nữa mà trước khi mà thầy đi vào chia sẻ ở trong Quảng Bình hoặc là một số nơi khác, cho nên là một số người cũng muốn ở lại để thanh lọc sâu thêm á. Thì xin kính mời chú đã lên chia sẻ là vì sao chú quyết định ở lại thêm ở đây. Rồi người thương nào muốn được chia sẻ, muốn được gieo vào cái mảnh vườn tâm thức của cộng đồng ở đây thì xin mời ngồi lên trên ạ.
Con kính bạch thầy. Xin thưa tất cả nhà ta. Tôi là tên là Sĩ Lăng. Thì về cái pháp môn mà Nhị Nam để chữa bệnh này thì tôi đã được biết từ lâu rồi, từ năm 9 mấy cũng đã đọc những cái tài liệu Tuyệt Thực Kinh Về Đâu. Nhưng mà rất tiếc là không có điều kiện, hơn nữa là cũng có lẽ là do cái nhân duyên chưa gặp. Cho nên đến hôm nay thì cũng rất may là biết được cái ở đây, là vì con gái nó cũng biết, nó đăng ký cho thế nào đi. Thì nhưng mà qua mấy ngày trải nghiệm, qua 3 ngày thì thấy nó cũng rất là tuyệt vời. Không, mọi người trước khi đi thì mọi người cũng cứ lo lắm, nghe đến Nhị Nam là sợ. Nhưng mà lên đây trải nghiệm sau 3 ngày thì thấy nó cũng bình thường. Về thân thì thấy nó nhẹ nhàng, cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm. Tất nhiên nó cũng có những cái sự đói. Dạ. Cũng có đói nhưng mà không sao, cũng nói chung là cũng vượt qua được, cũng không có gì sợ không. Dạ. Còn về tinh thần thì nói chung là vui vẻ, bởi vì thế này này, tôi thì nó cũng có hoàn cảnh, nó cũng có hơi, vì vợ tôi là mới mất cho nên là nó cũng có những cái nỗi đau buồn. Nhưng mà lên đến đây rồi thì cảm thấy những cái nỗi đau buồn nó thì nó cũng vơi đi rất là nhiều, nó không nặng nề như ở nhà. Ở nhà thì là tôi có mỗi một mình thôi, hàng ngày cứ đụng chạm đến cái gì cũng không có ngày nào là không ngày rơi nước mắt ấy, ở nhà. Nhớ đến bà xã. Vâng, nhưng mà đến đây thì không thấy... đọc một câu là see you again, tức là hẹn gặp lại, nhưng mà mình sẽ đến gặp bà xã, bà đi trước thôi. Mình sẽ đến chỗ đấy mà. Vâng, tôi cũng đã hẹn rồi, tôi đã hẹn bà xã tôi rồi. Vâng, tôi hẹn rồi. Hẹn là gặp lại mà. Vâng. Chứ còn mọi người nói nghề tôi vẫn miệng là họ nói linh tinh, mình chỉ có vài chục năm nữa là mình gặp bà ấy thôi. Đúng rồi. Thế thì hôm nay mình là sau 3 ngày thấy mình vẫn đang còn khỏe và tinh thần vẫn thấy thoải mái, cho nên tôi đăng ký thêm mấy ngày nữa. Đã chót thì chót luôn. Chúc mừng chú. Thật sự là đó, khi mà mình đã có trải nghiệm, mình có một cái điểm chạm rồi đó, thì mình sẽ quyết định dễ dàng lắm. Bởi vì từ cái việc mà không tin cái phương pháp này, đến khi trải nghiệm rồi chúng ta tin cái phương pháp này thì chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ đi đường dài rất là tốt. Xin kính mời người thương tiếp theo. Nhớ như không buồn anh nhá. Xin có mẹ này, thấy mẹ với con gái. Con gái ơi, đợi cho mẹ lên chia sẻ. Con gái lên cùng luôn với mẹ luôn đi con. Mời mời con gái, con gái chưa lên thì thôi. Có con gái lên thì hay quá. Mời con ạ. Thôi thì mẹ đại diện cũng được, con còn ngại. Con chào thầy ạ, con chào mọi người ạ. Con đến khóa Thanh Lọc lần này là lần khóa thứ 2 ạ. Khóa đầu tiên là con tham gia là khóa 4. Thì lúc đó là, tức là con trong cái cộng đồng sống tử tế, thì con biết là thông tin, con đi thôi, lúc đấy con cũng chưa hiểu cái phương pháp nhịn ăn là gì, cũng chưa biết là đến đây là như thế nào cả. Thì con chỉ hiểu là nó là một cái gì đấy thanh lọc. Thì con nghĩ là cơ thể thì trong một khoảng thời gian cũng cần phải thanh lọc lại. Thế thì con đến đây thì không làm. Hồi xưa thì con cũng, tức là cơ thể con cũng hay tự nhiên là cũng khi mình thấy mệt mỏi á thì mình cũng không ăn. Nhưng mà mình không ăn, nhưng mình xong thì mình thấy, tức là đến ngày thứ 2, thứ 3 nó cứ mệt oải đi á. Tức là nó, mình cảm thấy nó rất là ru rời cái người. Chứ không như ở đây, tức là đến đây xong con thấy là nhịn ăn đến ngày thứ 2, ngày thứ 3 mà vẫn thấy cứ thấy hình như cái tinh thần nó thấy con người càng khỏe hơn. Tức là nhưng mà đúng là có một cái kỹ thuật mà khi mình chưa biết đến những cái kỹ thuật mấu chốt của nó, mình nhịn có thể theo tự nhiên. Nhưng mà đúng là cái cách mà khi thầy hướng dẫn là mình dùng nước bọt tự thân của mình á, thì tự cơ thể mình nó điều tiết ra. Vì đúng là trong mình nó gọi là một biển lớn, 70% là nước, nhưng mình không biết dùng mà mình cứ kêu nó thiếu. Mình cứ đi tìm ở bên ngoài mà rất là nhiều, mình thấy nó thiếu. Cho nên là sau cái khóa đấy thì con thấy quá tuyệt vời luôn. Mà sau khi đấy thì cơ thể con, tức là vì lâu nay con cũng dùng gần như là tự nhiên, con không bao giờ dùng thuốc cả. Nếu mà có ốm, có cảm gì cả thì con đều biết là cơ thể sẽ tự chữa lành rồi. Nên là con rất là ít khi dùng thuốc. Người thân xung quanh mọi nhà thấy con là rất là khó chịu là vì tại sao hơi một tí này không dùng thuốc cho nó nhanh khỏi, mà cứ để
rất là dai dẳng, rất là lâu. Nhưng con bảo thôi, tức là nói để mọi người hiểu như nào khó lắm, thôi kệ thôi, không nói gì cả. Thế thì con mới thấy là, tức là cơ thể mình nó tự nhiên, nó đã như thế rồi. Nhưng mà đến khi trong cái quá trình mà đúng là phụ nữ mình mà sinh nở xong ấy, thì những cái dịch của những cái độc nó còn tồn đọng ở bên trong ấy. Nhưng con lại sinh mổ và con sinh 3 lần, cho nên là cái chu trình nó rất là nhiều. Thế thì sau đó, sau khi cái khóa 4 thanh lọc về thì toàn bộ những cái độc mà của phụ nữ ấy, bắt đầu nó ra rất là nhiều luôn. Mà nó ra liên tục luôn, nên mà con không thể hình dung nó kỳ diệu, nó tuyệt vời như thế. Và nó ra xong thì cơ thể mình thấy nhẹ nhõm, mà thấy bay mỏng, mà xong như con chia sẻ với nhau, con thấy là tức là sau cái khóa đi về xong là khi mình được cái trải nghiệm là không ăn mà vẫn thấy được mạnh khỏe ấy, tức là tự dưng mình thấy tự do hơn hẳn. Giống như con nói rồi, sư Minh Niệm con nói một câu là tức là có cái bình bát cuối cùng ấy bỏ đi ấy. Thì vì khi nhìn thấy con chó là khát nước thì nó nhảy tùm xuống sông, tắm nó nhảy tùm xuống sông. Đến như sư là xuất ra rồi, từ bỏ tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà vì vẫn phải có một cái bình bát khư khư theo bụng theo ấy, thì khi bỏ được nốt nó đi ấy, thì thấy đúng mới thấy thực sự là tự do thật sự. Thì con cũng đúng là khi sau đấy cái khóa đấy thì con thấy đúng không, tức là mình được tự do giải thoát, đúng là một thực sự, vì không phải lo đến cái việc ăn uống nữa, tức là không phải tức là bây giờ thấy con cái mà thấy bảo không ăn, ôi tuyệt vời quá, thế con lại có cơ hội gọi là được nghỉ ngơi rồi. Thế là con mới thấy đúng là sự lợi ích của cái việc mà khi có cái việc điều rất đơn giản nhưng mình không trải nghiệm, và một loạt những cái lý thuyết khác mà cứ đổ vào đầu mình, thì đúng là đến gọi là giáo sư bác sĩ con đều thấy rất là nhiều người nhưng không cứu được bản thân mình thật sự. Bởi vì không trải nghiệm thì không bao giờ nhận ra nó. Và như Đức Phật đều nói, mọi thứ nếu mà không thể nghĩ bàn được, vì nếu mà mình đủ cái sự có trí tuệ để mình nghĩ bàn thì mình đã hiểu biết rồi. Còn đây thực sự là mình chưa thể có đủ trí tuệ được, mình chỉ có phải tự thực hành qua thân tâm mình và tự hiểu, tự nhận ra thôi. Và mỗi người thì mỗi cơ thể, mỗi thể trạng, mỗi căn cơ đều khác nhau hoàn toàn, không có ai giống ai trong cái cuộc đời này được. Thì con thấy rất là tuyệt vời. Thì sau cơ duyên đấy con về thì con gái con cũng, tức là nhìn thấy, vì trẻ con mình không biết ngôn từ nhiều nhưng chỉ thấy mẹ có cái gì đấy khác, thì mới bảo ông mẹ đi đâu về đấy. Thì bảo ồ mẹ đi thanh lọc, con thấy mẹ khỏe không, lần sau mẹ cho con đi với nhé. Thế là vì cơ duyên đấy thì để thu xếp được bạn thì là cũng là xin nghỉ học, thế là để theo cho mẹ theo. Bạn em 10 tuổi và cũng nhịn ăn đến ngày thứ 3. Thế thì đấy là rất là tuyệt vời. Và con cũng nói với mẹ là nếu mà đủ cơ duyên thì cũng sẽ cho gọi là dài ngày hơn. Nhưng mà tức là cái việc học tập ở trên trường, trên lớp thì nếu mà không theo kịp thì lại bị xa với các bạn. Cho nên là cái thời gian nó không có cho phép. Thì mẹ thì vẫn là, con thì vẫn tiếp tục nhịn tiếp, thanh lọc tiếp của cái đợt này. Nhưng mà con gái con thì là bảo mẹ, nhưng mà thôi con phải quay trở về học rồi thì con cứ ăn ra, con bình thường thì con quay trở lại trường. Thế còn khi nào con nghỉ hè, con có đủ cơ duyên thì mẹ sẽ đi cùng với con tiếp. Thế là tinh thần bạn ấy rất là hoan hỉ, rất là vui vẻ luôn. Nên thì con thấy đúng là cái phương pháp này rất là đơn giản, rất là hiệu quả mà lại không hề tốn kém. Nhưng đúng như cụ Lý nói, nhưng không ai dám làm. Con xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn em. Cho nên rất là phước cho những ai có đủ duyên á, để mà mình cho cơ hội, mình có cơ hội được nghỉ ngơi và cũng là có một sự trải nghiệm mới. Và quan trọng nhất là mình hãy vượt qua những cái rào cản của chính bản thân mình. Mình hãy cho cơ hội bản thân mình nó tiếp cận với một cái sự mà mình gọi là tiếng Anh nó gọi là comfortable zone, thì tiếng Việt của mình gọi là gì, chỉ là vùng an toàn. Có nghĩa là mình cho mình bước qua khỏi cái vùng an toàn một tí để mình trải nghiệm, thì con nghĩ rất là tuyệt vời. Và ai có đủ phước duyên thì sẽ có đến để mà trải nghiệm cái điều này. Con nghĩ rằng là điều này trải nghiệm nó thật sự ai gặp con thì nó không thấy khó. Bởi vì có thể có những người không có đủ nhân duyên, có những người mà chia sẻ nó chưa tới thì họ thấy khó. Nhưng mà với con thấy đơn giản đó. Cái phương pháp này nó đơn giản là được trở về với thiên nhiên bên trong chính mình.
mình được nghỉ ngơi rồi để cho chân như bên trong nó tự dưỡng thế, nó tự phục hồi như vậy thôi. Còn mình đói thật thì mình ăn, mình khát thật thì mình uống, mà mình ăn đó, mình ăn một cách từ tốn chậm rãi, rồi mình uống một cách biết ơn từng, mình trân quý từng giọt nước đó. Cái phương pháp nó đơn giản lắm, nhưng mà thật sự là không phải ai cũng hiểu và thực hành đúng. Thì hôm nay con rất là hạnh phúc á, con nhận một số cái thông điệp, một số cái mà con thấy rằng đó, một số người hiện bây giờ không còn uống thuốc nữa mà người thấy nhẹ nhàng, không mệt mỏi này, giảm được 3,5 kg, rồi thấy những cái thải độc nó rất là rõ ràng, đi tiểu máu đi tiểu nè, rồi màu vàng đậm nó cũng đã giảm đi rồi. Rồi bắt đầu là con người bắt đầu nó thải độc tiếp, là nó biểu hiện ngứa ngáy để cho nó thải độc tiếp những cái gì còn sót lại bên trong. Thì người nào mà còn ngứa thì hãy chọn tạo điều kiện cho cơ thể tiếp tục nó thải độc. Mà bây giờ mình ngứa nó đang thải độc tốt á, mà mình ra ăn lại nó rất là uổng. Thì trừ trường hợp nào mà mình không thể sắp xếp được, còn ai sắp xếp được thì về nhà cũng được, mà ở đây thì càng tốt để mình tiếp tục thanh lọc đối với những người mà nó tiếp tục thải độc như vậy. Còn lại thì con thấy như là những người bớt đau đầu nè, người nhẹ tên, bớt đau lưng nè, mắt sáng ra nè, thấy con thấy rất là mừng. Rồi đa số là thấy sảng khoái, có thêm năng lượng tươi mới đó. Rồi gặp và kết nối được nhiều người thương, tốt bụng, tử tế. Rồi người đỡ mụn hơn, đỡ mệt mỏi nè, hết đau vai, tâm trạng ổn định nè, rồi thấy có tỉnh táo hơn, khỏe mạnh hơn. Thì con thấy đây là những cái thức ăn rất là tuyệt vời, nó nuôi dưỡng cho con, nó nuôi dưỡng cho ban tổ chức, nó nuôi dưỡng cho tất cả mọi người ở đây. Và đây là một cái tương lai rất là tốt đẹp. Và con thấy mình có trong tất cả, có trong tất cả mọi người, và mọi người cũng có trong con. Thì con cũng sẽ hứa là làm thế nào để mà con cũng luôn luôn sống vui vẻ, sống khỏe, an lạc, để rồi tất cả mọi người ở trong con nó cũng được hạnh phúc. Và con cũng xin hồi hướng tất cả những cái công đức lành này, những cái điều tốt đẹp này đến với tất cả những người đang còn khổ đau, tất cả những người cũng cần được nương tựa vào cái năng lượng này để tiếp tục đi tới. Thì hy vọng rằng là mọi người sẽ chung tay với nhau để mà chúng ta gieo duyên, để chúng ta lan tỏa những cái điều mà tốt đẹp mà chúng ta đã tự chứng nghiệm, để làm thế nào để mà nhiều người biết đến, để giảm thiểu khổ đau trong cuộc đời này. Và cái đó là cái mà phước lành rất là tốt. Dạ. Con không biết rằng có ai còn muốn chia sẻ nữa không ạ? Còn nếu mà không có ai muốn chia sẻ nữa thì mình xin tạm dừng ở đây. Rồi người nào, người thương nào sau khi đi về có cảm hứng thì cứ chia sẻ lên trên nhóm Zalo, hay hoặc là có thể là kết nối chia sẻ trên cái nhóm, tụi con có cái nhóm Thanh Lọc Rừng Gọi trên fanpage á, Thanh Lọc Rừng Gọi, thì có thể là chia sẻ trên đó để tụi con có thể dùng cái đó gieo duyên cho những người khác cũng được. Trước đây thì con hay chia sẻ, nhưng bây giờ con đỡ mọi người chia sẻ, con ít chia sẻ lại đó. Rồi còn có một cái nhóm do chị Vũ Thị Phương ở bên Bộ Y tế, chị cũng có lập cái nhóm gọi là Nhịn Ăn Thanh Lọc Thân Tâm Hà Nội, là cũng cái trên cái tinh thần Nhịn Ăn, và chị cũng đã trải nghiệm hai lần tham gia cái Thanh Lọc Rừng Gọi. Thì đó là những người mà đã phát tâm như vậy. Thì con cũng muốn kết nối với mọi người để mà làm thế nào chúng ta tạo thành những cái nhóm Nhịn Ăn. Thì những cái nhóm Nhịn Ăn như vậy thì họ cùng với Rừng Gọi tụi con thực hành là cứ thứ ba hàng tuần là Nhịn Ăn một ngày, rồi cứ hàng tháng thì nhịn vào ngày 11, 12, 13 âm lịch đó. Như vậy thì con kính mời người thương tham gia cùng như vậy, đỡ nâng đỡ với nhau, đỡ nhắc nhở nhau, và chúng ta có những cái dịp mà tổ chức các cái khóa thanh lọc, có cái dịp về với thiên nhiên để tận hưởng cái lối sống thần tiên, thì chúng ta sẽ có mặt cho nhau. Dạ, con xin kính cảm ơn và biết ơn tất cả.